On thì chết chín khó kiếm, nhưng gấu có khả năng ra được. Với quan trọng là con Taric dễ ra kìa, con Taric dễ ra lắm. Con Taric dễ ra vậy, mà nó lên Taric 2 đi thì mình mới vứt ác vào được. Vứt ác vào kích xạ thủ cho chuột, còn không thì thôi. I can be so much more. Hai cái bia. Đang thế nhỉ? Rồi, 2 bị ép. Mua mảnh thú chi always die. Sao giống mùi đấm quá ta. Nghe giống mùi đấm đó. Always bring bro. Yếu phải lề nói. Lại bắt đầu bị đấm này. Trời đâu, hôm nay yếu hơn tôi nữa hả? Tôi có 3 con rừng nè. Hồi vậy mà còn thắng. Vô lý. Đồ này đi phát sư cũng được. We are to fight now. Let's go. Đồ này đi phát sư cũng được. Bám mảnh thú đi. Bám mảnh thú không ta. Ui thằng này nó all in rồi này. Thằng này nó cấp mo 2 rồi, bỏ đi. The trees have learned violence. Đang giữ pháp sư mà, đồ đi pháp sư đẹp mà. Sojin quỷ thư rất thiên thần đồ này. Vẫn đẹp mà. Chơi gì ta? Đi lượm đai máu đi ha. Lượm đai máu hay lượm gì? Giáp cũng được. Đai máu hỏi ra đây, thằng này nó theo mảnh thú chết bỏ rồi này. Mảnh thú xét à.
Thú mình ta đầu game nó mạnh quá. Thú đầu game của nó 3 con level 2. Thêm con cách nơi nó xét nữa. Mà thôi mình không cần có kỳ liệt đấy, nó hơi sai trái, mất đai máu rồi, chắc có thể là lượm cái này đi, lượm thêm gậy thì cũng hơi sai trái nhờ, lượm giáp trước đi, đi đội hình gì mình chả cần một cái giáp tinh thần, tại vì BF nhiều quá rồi, lượm giáp mà lấy giáp tinh thần nhỉ, đúng không, giáp tinh thần quăng mẹ cho cái xấu đi, mất mát gì đâu. Để xem coi cái tên quái này này, mà nó ra thìa thì đi pháp sư, còn nó không ra thìa thì bẻ bài đi được khác. No cure for fools. Cá sấu gần 3 nha. Cá sấu gần 3 nha. Một để găng một kháng phép đó là nó cũng khang à. Ây cha cha. Khó nha. Darkness and light. Sàn gió mà đi cái độ đi con đấng này là nó hơi chua đấy. Băm mít hơi nhiều. Ôi, xoáy kịp cái đầy máu mẹ rồi. À, đang chui vô giữa mẹ, vùng đỉnh. Chui vô giữa là xoáy phát là đẹp. Đầy máu luôn. Giết được thêm vài con đỡ mất máu. Đồ rõ ràng của đấng mình. Đang để pháp sư đét, cha ơi. Người ta có bỏ đâu. Người ta đang để pháp sư người ta đét. Sao bây giờ ông Quang đứng một và làm cái đéo gì? Lỗ đâu? Mình tính đủ lợi tức thì mình bỏ hay không bỏ là mình xem lợi tức thế nào đấy. Không, phải bình tĩnh. Không thấy tôi đang thủ cái leo na này. Đấy tôi mua cá sấu tôi mua. Để xem coi nó ra thìa bẻ. Nó ra thìa thì bẻ có pháp sư. Không ra thìa thì bẻ có đấng. Thế không? Phải giữ bình tĩnh chứ. Cái gì cũng phải không nên manh động. Người ta đang thủ bài mà. Giáp thiên thần giữ máu. Nhưng mà bạn bây giờ bạn ghép giáp thiên thần ấy. Tí bạn bán cá sấu. Mà chơi đấng thì cần cá sấu. Đúng không? Cho giáp thiên thần cá sấu thì lại khổ. Để xem cái đồ đạc ra như nào đó. Xong ra người đá rồi tính. Tính gì thì tính. Evil shall be burned away. Chứ xong người đá vội vàng làm gì. Bán con liên lang đi. Một con này đi. Để coi có ra tiền. Chưa hai slot này lỡ nó ra tướng ấy. Buồn buồn nó rớt phát 1-2-3 con đấng thì sao. Cái tướng nó rớt cái gì. Cung cuồng đao cho Azir. Lại máu. Next on the chopping block. Đó. Let's pull. Khó vậy ta. Đấng. No cure for fools. Đấng. This story is not yet finished. Ừ.
cure for fools. No cure for fools. Đấng đã soi sáng con đường của em rồi. Đấng soi sáng. Đấng soi sáng vãi lên. Sao không lên xin ra hai người ta xoay bay. Bình tĩnh. Anh em phải từ từ phải tin. Nói chung là chúng ta chơi game là phải có niềm tin, hiểu không? Chơi game là phải có niềm tin. Phải có niềm tin vào cuộc sống. Chơi game là phải có niềm tin, hiểu không? Hiểu không? Anh em phải hiểu chứ. Phải hiểu chứ. Không hiểu sao được. Trời ơi, có Nico kia kìa. Sắp có một chú Hasagi level 3 rồi. Mẹ trận này mà top 8 chặt cu. Đạo đấng như vậy mà top 8 cái gì. Ra là cá sấu gắn. Má lên cao vậy. Còn hai kháng phép tha hồ nhặt. Rồi, có cái huyết kiếm. No cure for fools. Có nên làm nốt bé đấng không? Có nên làm nốt không? Làm nốt đi nhẹ. Bỏ gió đi. Xả hai con đấng với lại nguyệt tộc đam to hơn. Khi nào có Janna để xài gió. The order is given. Order get done.
never cross an emperor. Một con đấng nữa chứ mày. Giờ chẳng ai buồn nhốt đâu, nhìn là hết buồn nhốt rồi. Nhốt gì nổi nữa mà nhốt, còn có một con đấng nó nhốt cái kiểu gì. None will question our resolve. Một kia na chí, Zanna. Một Zanna là bí ẩn gió luôn. Một kia na làm gì? Đâu cần đâu. Giờ tích tiền lên 8 thôi chứ roll làm gì nữa. Đội hình mình mạnh nó lên vào 8 mà. Luôn CV này. Giáp à? Giáp tí thảy cho con cá sấu đi. Tí tính. Vứt tiền lại cái. Vứt con này vô thì có kiếm khách này. Kiếm khách cát. Hay hơn con Azir không? Chắc là hay hơn chứ nhỉ? Chắc là phải hay hơn chứ. Rao sau ấp chết. Thảy Azir vào lại. Kiếm con kiếm con khai dích nữa, ra sao ấp chết là rôn. Ra sao ấp chết rôn kiếm con cá sấu với kiếm thêm một con đấng. Chết 7 vẫn rôn ra đấng. Khỏi lo. Rôn trước ấp chết sau nhờ. Rôn vài cái để lại 24 tiền ấp chết. Chết 6 dễ ra đấng hơn. Không ra rồi ấp chết thôi. Lời nguyện gì? Rôn mới được con cấp 22 Pukela mà từ từ. Đây Zanna đây. You can't take the desert. Cứ bình tĩnh. Hay à. Không là gì hết. Em dồn đồ cho Tan Yasuo làm cái ngoáp, chẳng ngoáp. Nó làm cái là ngoáp ngay. Khazik 3, à quên Khazik 2 kìa. Bỏ mẹ rồi. Thua luôn chứ nhờn đâu. Warrior! Warrior get
mẹ rồi. Cái thứ hai nó ghê vãi đái rồi. Đúng rồi, đấm đi, đấm xuống dưới để nhặt đồ. Đấm tôi xuống dưới tôi nhặt đồ. Đẹp, lấy mẹ rồi. À, lấy cái gì ta, lấy con Kha'Zix vứt 4 cát vào. Hay sao? Lấy con Kha'Zix lấy 4 cát à? Có gì ghét Kha'Zix kỵ lốc cũng được đúng không? Lấy Kha'Zix đi, nhét 4 cát vào cái. Có gì cho Kha'Zix kỵ lốc cũng được. Chứ cái đai máu mình có để làm gì đâu. Còn đấng chủ yếu là cần hít kiếm và lại cần cái ấy thôi. Thế thì để nó ô gió cũng được, không sao hết. Hasagi. Hasagi. CV2. You can't take it. Đó, để 4 cát vô băm nó mới có đam được. Tạm thời bỏ bí ẩn gió ra ngoài đi. Không có thì thôi, đứng hai món thôi. Đứng ba là hai món được rồi, cần mẹ gì nhiều. Mẹ không có phải sẵn. Đứng ba chỉ cần hai món là được rồi, cứ 4 cát đi. 4 cát hàng 10 tập là đẹp rồi. Sinh quỷ thư rồi kìa. Đùa đâu. Là mình thua á. Azi 2 này. Cứ từ từ, bình tĩnh. Chả có chuyện gì phải vội. Mình mới có mấy đồ, 1, 2, 3, 4, 5 đồ. Round này xảy ra được 2 mảnh nữa thì sao? Là cái gì đó. Nó ra BS nữa thì cho đấng Sojin luôn. Đấng Sojin mẹ CV bùa đỏ. Mà từ từ xem có ánh sáng không đã. Ván này có ai ánh sáng không? Có một nhà ánh sáng này. Nhà ánh sáng thì cũng được được. Yorick 2 rồi. AG 2 là phụ được đam rồi nè. AG 2 phụ đam ngon rồi nè. Ôi ông này mua hẳn có đứng hai nhốt này. Ra vậy. Không xài mà mua hẳn có đứng hai nhốt này. Trời à, ơi. No cure for fools. Nhốt hổ. Nhốt hổ. Nó đi. Nhốt hổ cái. Đứng đã tìm tới anh đây. Tính tiền lên 8 với Janna cho thôi là xong rồi. Găng này, găng này. Gậy lớp bùa đỏ luôn. Trời ơi, Kha'Zix luôn. Thôi, Nico đi. This story is not yet. Rồi. Sivir bùa đỏ. Gậy lốc còn cái cung cho đại Aegir đi. Rồi, đẹp không? À, nhà pháp sư này mạnh đấy. Nhà pháp sư này mình phải cho bí ẩn vào đã. Nhà pháp sư này mình phải cho con bí ẩn này vào. Bí ẩn này vào là được. Từ từ. Chưa cho con bí ẩn vào được là còn khoai lắm. Khoai sọ lắm. Còn khoai sắn lắm. Hay là mình lốc ô gió lên ta.
acid mình đâu cần phải để ở đấy đâu. Ông nào cũng có sinh kỹ thư nhỉ. Ồ, lắc xét luôn à. It's just death. Nothing serious. Ôi, bây giờ chỉ việc lên chết thôi chứ có làm gì nữa đâu. Thằng này thì mình hết ngán rồi. Sao gặp ông này hoài ta? Ôi đổi bài rồi nè. Đổi thì làm sao? Đổi thì có tác dụng gì đâu. Your sacrifice is part of a greater plan. Rồi, nốt tên này về là up chết được rồi. Nhà pháp sư thì tí mình cứ rình lock là được. Lock được là ok. Chắc mình lấy huyết kiếm cho Kha'Zix nhỉ. Hay là lấy huyết kiếm cho Kha'Zix nhỉ. Lấy huyết kiếm Kha'Zix đi. Một là lấy huyết kiếm cho Kha'Zix, hai là lấy cuồng đao cho Sivir. Hoặc là Azir, mà Azir đồ vậy được rồi. Lấy huyết kiếm Kha'Zix đi. Tí Kha'Zix nó gắn phụ cho. Ui, cầm lặng cái gì, con CV lâu lên mana lắm ông ơi, cầm lặng làm gì. Cho Kha'Zix tí nó lên 2 nó gắn phụ. Cầm lặng cái gì, cầm lặng có 20%, ăn thua đéo. Nhẹ chết Kha'Zix luôn. Đấy. Ông này tôi đâu có ngán nữa đâu. Break me. Never cross an emperor. I will shatter them. Kim Kha'Zix 2 là xong. Chưa gặp nhà ánh sáng lần nào, giờ mới gặp. Nhà ánh sáng không có quỷ thư làm sao mà đánh lại tôi. Có quỷ thư khó đánh lắm. Tôi cũng có CV bù đỏ mà. Thôi, fuck you đi rồi. Rồi, thằng này đi đua rồi. Rồi, tôi top 1 rồi. Thằng Kha'Zix lấy cái gì đánh lại mình đây. Đi luôn rồi. À, còn một máu. Chia đi, chia đi. Let us begin. Ôi, còn dây chuyền trục tội này cho Janna nha. Cho Janna đứng cao cao lên trên này hồi máu cho team này. Mình thích thì cho 4 bí ẩn vào cũng được. Mà đánh với sát thủ gần mẹ gì 4 bí ẩn.
It's just business. The storm approaches. Let us begin. Lock dính Vren luôn rồi nha. Thôi ôi, man phai tông ngu rồi. Rồi chết Vren rồi. Nãy mình không có bí ẩn, giờ mình có bí ẩn nào, ông đánh sao lại. Ô, ông này thắng mình này. À, đổi sang set rồi. Thanh niên này đổi sang set rồi. Mình chỉ bị nhét 4 bí ẩn vào thôi. Azir nữa là thôi. Azir không có sống được với team sát thủ đâu. Chính một Zana 2 với Kha'Zix 2 cái. Tí nữa buồn buồn nhét 4 bí ẩn vào. Rick lên, đừng cho nó đẻ sớm. Chết Kha'Zix. Chết Yorick. Xét cho chúng tôi à. Hồi nãy là gặp bóng thôi cha. Level 9 cho chúng tôi à. Zana 2 đi. To heal and protect. Zana 2 cái. Không có Zana 2 với Kha'Zix 2 gì. Tí bỏ người tập đi xài 4 bí ẩn được nè. Đánh với thằng này mình đâu có cần 4 cát đâu. Bỏ 4 bí ẩn là vào được rồi. 4 cát chả để làm gì. Bỏ con Azir với con này đi. Bỏ hai con này đi. Cho con Z với lại con Soraka mà là thắng rồi. Yorick cũng không kịp búp đâu mà. Yorick không kịp búp thì một băm là chết Kha'Zix rồi. Kiếm khách nè. Chưa chắc mình đã xài kiếm khách đấy đâu. Team đang win cứ để nguyên. Con kiếm nổ con Zana 2, con Kha'Zix 2 nhỉ. Ôi, ngon thế. Giết nó 2 được kìa, thua nha, thua nha. Thua nha. Thua đấy. Bốn bí ẩn cũng khó nhờ. Con Kha'Zix không lên nổi hai ta. Kiếm khách bỏ người tập. Em cũng đâu cần bốn kiếm khách đâu. Bây giờ em cần con. Con lìn Kha'Zix này lên đi này. Zana lên này. Để 4 cát băm một cái là còn chết được con Z chứ. My spirit is an unquenchable fire.
Tại con Zed này nó có tới nhiều giáp lắm, nó có hai đồ giáp lận. Không, con Zed kìa. Thua rồi. Khó quá. Thua. Thua chắc. Khó lắm. Lóc do rớt kìa đó, vẫn thua đó. Không nên là con khai xích 2 nhỉ. Thêm cái dây chuyển trục tội này cho Janna luôn. Con Yasuo của mình phải đỏ người, băm chết con Zed thì mới được. Lóc luôn rồi đó, mà còn không được ấy. Khó thế. Nó còn Solari nữa này. Khai xích mãi không lên 2 nhỉ. I will shatter them. Tiếc hay không tiếc cái Solari nó chả thế. Khai xích lên 2 phụ đam vào. Nothing serious. Ôi chết mẹ, phải lốc lốc Zed chứ. Chả lốc gấu ra. Ờ, Yasuo bị stun luôn. Má còn bóng nó khỏe quá. Ủa. Bóng Zed khỏe quá. Thua các bạn ơi, khó quá. Nó chịu hồi con bóng nó trâu quá. Khó.